Để chuẩn bị tốt những nội dung chương trình nghị sự của đại hội chính thức diễn ra vào ngày mai, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã tiến hành phiên trù bị đại hội vào chiều ngày 16 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở văn phòng Ban trị sự Chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới. Chủ tọa phiên trù bị đại hội có Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Ban trị sự và đại biểu tăng ni Phật tử trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ban trị sự nhiệm kỳ vừa qua. Hòa Thượng cho biết, để đạt được điều đó thì phải kể đến sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Giáo hội và sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo và các ngành chức năng tỉnh. Hòa Thượng hy vọng đại hội này sẽ suy cử được Ban trị sự có đủ đức, đủ tài, tâm huyết và năng lực để gánh vác sự nghiệp Phật giáo tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới. Tại phiên trù bị, Ban tổ chức cũng đã thông qua nội quy của đại hội và cung thỉnh Ban chứng minh, chủ tọa đoàn, Ban kiểm soát, Ban thư ký đại hội. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài ra, chư tôn đức cũng phát biểu góp ý một số nội dung trong khuôn khổ đại hội. Trước đó, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức phái đoàn Trung ương Giáo hội đã đến thăm Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình và giám sát về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027 tại văn phòng Ban trị sự Chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Qua báo cáo từ Ban tổ chức đại hội, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tán thán Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình, nhất là Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương Giáo hội về công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027.